Anh em chơi game ấy thì đại đa số thích tướng nào thì ta chơi, ta luyện để đeo rank. Chứ thực ra không ai để ý cái độ khó của tướng mà nhà làm game gợi ý ở thông số tướng đâu. Kể cả F cũng vậy, F tin chắc rằng bây giờ anh em mà check sẽ phải ngỡ ngàng với cách chia độ khó cực kỳ vô lý. Vậy đâu có vị tướng nào? Vào việc thôi. TNGShop.vn bùng nổ siêu khuyến mại anh em ơi. Nhận nóng tiền khuyến mại liền tay khi anh em tạo tài khoản hoặc đạt thành công thẻ cào từ 50k. Giảm 70% tất cả giá trị ạc trên shop. Sử dụng tài khoản có nhiều trang phục VIP với giá rẻ như cho. Khuyến mại 30% cho thẻ cào giá trị bất kỳ khi bạn nạp thành công trên shop nhá. Nhanh tay truy cập TNGShop.vn, sắm ngay cho mình một tài khoản có nhiều trang phục ưng ý nhé. Thứ nhất, Natalia, độ khó cấp 1. Anh em không nghe nhầm đâu, thực sự khó tin khi một vị tướng cần nhiều kỹ năng định hướng từ người chơi kiểu Natalia lại có độ khó thấp như vậy. Từ việc tung chiêu định hướng cho đến khả năng giữ vị trí này, di chuyển khôn khéo, cái khó của Natalia không phải là tung chiêu ra dễ hay là khó, chỉ cần bấm là ra mà. Nhưng nhà game lại không nói chúng ta biết là làm sao tung chiêu trúng kẻ địch. Mặc dù là vị tướng soi thương đặc biệt khỏe ở đoạn đầu game, Natalia đòi hỏi người chơi tung chiêu thật chính xác mới có được lượng sát thương khủng và liên tục. Còn nếu hụt chiêu 2 và chiêu 1 ư, anh em xác định rồi đó. Anh em nên kết hợp với các vị tướng thiên về hiệu ứng khống chế như kiểu là Crack nè, Badum, Omen nhằm gây hiệu ứng giúp Natalia thể thoải mái gây thương hơn. Các vị tướng mạnh ở đầu game cùng Nata ép vào rừng kẻ địch lợi hại như kiểu là Vered nè, Wonder, Tachi, Mina. Nếu kẻ địch có nhiều vị tướng cơ động giúp né chiêu như kiểu Nagdot, Aoi, Zuka, anh em sẽ khó tạo lợi thế. Nếu như vậy ấy, thì các bạn cần phải tung chiêu 2 chuẩn xác và đồng đội giúp bạn khống chế thì mới có thể dễ dàng out được. Kẻ địch có nhiều vị tướng lù đù, Natalia càng dễ dàng chơi hơn. Kể cả là kẻ địch là tanh nhá, lấy cái mặt nạ bé đi là đủ cân kèo vì chưa một spam tục mà. Chúng ta sử dụng thánh thuấn nè, bổ trợ thuốc biến, nâng mắt chưa một nhé. Theo anh em, Natalia xứng đáng độ khó là bao nhiêu thay vì cấp độ 1 dễ nhất hiện tại? Thứ hai, Alan là vị tướng gây ra nhiều tranh cãi với độ khó cấp 2. Vì có rất nhiều fan của Alan đều nói rằng vị tướng này cực mạnh. Anh em liên tục đặt ra câu hỏi là sao vị tướng này mạnh vậy mà lại không được xuất hiện ở giải ta? Nhà làm game họ đánh giá mức độ khó của Alan là 2. Vì theo TNG ấy, họ xét được việc là Alan chỉ việc đứng chém là xong, càng đứng chém lại càng bá. Nhưng với quan điểm của cá nhân S nhá, thì nó sẽ phải ở mức độ cao hơn. Vì bộ chi thức mặc dù dễ bấm, nhưng để hiệu quả ấy, lại càng phải cần kết hợp combo. Phải tối ưu các cú hất choáng chiêu 1 nè, các cú chói chân chiêu 2 và thời điểm dùng chiêu cuối để out hoặc là bám đuổi kẻ địch. Chứ kẻ địch cơ động quá sẽ khiến Alan rất là khó chơi, bọn nó có đứng lại đấu với Alan đâu đúng không? TNG lâu lâu ấy chơi Alan nên buộc phải cầm một giáp để đỡ bị rỉa. Chơi anh em mà chuyên ấy, tức là bet Alan rồi ấy, thì đa phần đều cầm đấu khi để không máu. Nó kết hợp cực ngon với nội tại, vừa hồi máu nè, vừa tăng phần trăm trên giáp. Nếu anh em tìm một vị tướng để khắc chế tanh thì đây là lựa chọn cực kỳ phù hợp ở đường tà thần. Đặc biệt nhá, trước cấp độ 4 ấy, ít có vị tướng nào muốn chém 1-1 tay đôi với Alan. Alan thường kết hợp rất tốt với các đồng minh có khả năng băng xả và giữ đội hình kẻ địch như là bọn Pain nè, Zeta, Vedette, Wonder. Và khi có ai ra ngồi trên đầu thì quá mắc binh, chuẩn cơ mẹ nấu luôn. Khi các bạn vẫn dùng chiếc cuối, kẻ địch đứng chùm lại càng đông, sát thương chuẩn càng khủng. Các đồng đội có khả năng gây ứng không chết tổng như kiểu Lorion nè, Mina, Badum giúp cho Alan có thể chiêu cuối dễ dàng và trúng nhiều kẻ địch nhất. Alan rất là khó chơi khi gặp hội cấu rỉa và giữ vị trí. Nhớ hạn chế pick khi kẻ địch không chế qua cứng nhé, không dễ tiếp cận đâu. Chúng ta sử dụng đấu khí hoặc là nếu các bạn chưa bét ấy có thể cầm mục giáp nhét nhá cho nó an tâm. Phép bổ trợ tốc biến là suy yếu, nâng max chiêu 1. Ngoài việc solo đường thì đi rừng là vị trí khá tối ưu cho vị tướng này. Theo anh em, Alan độ khó nào là phù hợp? Thứ ba, Flash. Độ khó Flash ở mức 4 có vẻ không hợp lý cho lắm. Ta so sánh một chút nhá. Floor là ở cấp độ 4. Đáng lẽ ra cả Floor và Flash ấy đều xứng đáng độ khó 5. Vì rõ ràng Flash cũng đòi hỏi cực kỳ nhiều kỹ năng từ người chơi, đặc biệt là từ việc căn chiêu 1 nè, check thời gian các thứ. Chiêu cuối hiện tại phải kết hợp tốc biến, chứ không là rất là khó bắt và khống chế mấy vị tướng pháp sư cơ động khác. Yêu cầu cao hơn là phải vận dụng chiêu 2 kết hợp chiêu cuối để thể không bị giảm tốc độ chạy. Nhưng đúng là Flash có khả năng counter trực tiếp những vị tướng xạ thủ và pháp sư kẻ địch. Nếu bọn nó không quá cơ động kiểu là Theo nè, John hoặc là Elstu mất chiếc cuối. Còn nếu muốn chọn vị tướng tiếp cận dễ dàng từ khoảng cách xa, Zodam hoặc là Cấu Rỉa và băng trụ dễ dàng thì Flash là lựa chọn tuyệt vời. Nên nếu chúng ta có đồng đội dưới chân giúp như kiểu là bọn Badum nè, Omen, Lavi thì quá đơn giản. Đặc biệt nếu có Aza trên đầu, Flash sẽ càng tự tin hơn cho tình huống băng xả vào của mình. Vừa chiếc cuối không chịu sát thương, kẻ địch lại ăn khống chế của Aza, chạy sao nổi. Anh em có thể tận dụng Flash để counter một chút vị tướng khác như kiểu là Zeta nè, Turen nhờ khả năng miễn ứng của bản thân nhé. Trong những pha ép trụ nên vận dụng chiêu 1 theo hướng chéo, tránh trực tiếp đâm sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể tận dụng phi hiệu ma chú hỏa thần quang, phép bổ trợ chính trị khi đi rừng và tốc biến khi đi mít nhá. Nâng mắc chiêu 2 chắc chắn rồi. Theo anh em, Flash độ khó bậc 4 liệu đã hợp lý chưa hay là phải cao hơn? Thứ tư, Butterfly, độ khó cấp 1. Đúng là cách đây 5 năm ấy, Butter độ khó 1 thì hợp lý thôi. Vì thời đó Butter và Nagdot là hai vị tướng cạnh tranh rất là mạnh. Nhân định theo hai luồng ý kiến, Nagdot tập khó nhưng đeo rank tốt, Butter thì dễ đeo rank nhanh hơn. Còn bây giờ để Butter gánh team thì cực khó nhá, phụ thuộc rất là nhiều cái yếu tố như là điểm nội tại nè, combo và đồng đội. Vậy thì phải kết hợp Butter với những đồng đội gì?
đó là phải có nhiều sát thương, nhanh chóng hạ gục kẻ địch như kiểu bọn Tole nè, Zue, Zata, Zuka, giúp cô nàng thì nhanh chóng hồi lại chi thức. Những vị tướng khả năng tạo bất ngờ kiểu như Crack nè, Zip, giúp anh em trên Butter thì dễ dàng ép trụ hơn. Hoặc là các con bài hiệu ứng mạnh như kiểu Rodion, Lavi, Griselman có nhiệm vụ là giữ chân kẻ địch để Butter thì thoải mái xả thương. Đặc biệt các vị tướng kiểu Aiza, Senni, Arang khi kết hợp Butter và giao tranh sẽ cực kỳ mắc binh luôn. Chúng ta sử hiệu đấu khí hoặc là truyền sinh, bổ trợ chính trị hoặc là bộc phá đi đường nhé. Nâng mắc chiêu hài chắc chắn rồi. Theo anh em, Butter xứng đáng độ khó cấp mấy? Thứ năm, Quillen. Thời gian Quillen xa rời trận đấu đẳng cấp đã qua lâu, nhưng điều khiến anh em ngạc nhiên ấy là mức độ khó của Quillen ở trong game là 5, là mắc binh đi nhá. Càng bất ngờ hơn khi mà Floor, Zata, Superman chỉ ở mức 4. Hơi vô lý đúng không anh em? Là bản nâng cấp của Butter về độ cơ động, nhưng rõ ràng mà nói ấy, thì Butter giờ đeo anh ổn hơn Quillen rất là nhiều. Vậy phải kết hợp đồng đội ra sao nhở? Mid nên là mid ra tranh khỏe từ sớm và cấu để khủng như kiểu bọn Zue này, DC, Dorian, Diviana. Các con bài có sức thương mạnh mẽ như kiểu là Tulen, Ryoma, Zuka thế dễ dàng hạ gục kẻ địch hoặc là cấu rỉa giúp Quillen hồi chiêu nhanh hơn. Dạng đầu Quillen khá yếu nên cần một trợ thủ mạnh ở dạng đầu game để tránh bị cướp phá rừng như kiểu bọn ở Wunder nè, Richter. Các vị tướng tạo biến và hiệu ứng khống chế cực kỳ phù hợp như kiểu là Quillen với Grack nè, Lavi, Rossi. Vì là sát thủ nên lượng máu Quillen khá yếu và không bị ứng khống chế nên team cần mở áo tranh và Quillen nhiệm vụ là gì? Vào sau dứt điểm là bắt ngay xạ thủ địch sơ hở. Lịch sử các vị tướng dạng kiểu là Omen, Rossi, Badum, anh em cần phải cân nhắc khi bắt đầu giao tranh nhá. Ăn quả khống chế nằm lại rất là cao. Còn ở khu vực rừng, ngoại trừ Zephyr, Veret, Aeron, Scott là các vị tướng đấu sĩ siêu trâu và cả có sát thương nên áp lực của Quillen gây ra là không quá nhiều, nên các bạn đừng có động vào nhé. Các vị tướng sát thủ như kiểu là Nakroth nè, Gitnak, Tolen, công nhận là bọn này sát thương rất là khủng nhưng máu mỏng, nên Quillen nếu cơ hội và xanh hơn hoàn toàn để combo chất nhóm ăn mạng dễ dàng mà. Chúng ta sử hiệu ma chú nè hoặc là truyền sinh, bổ trợ chính trị, nâng mắc chưa một nhé. Thế anh em, Quillen xứng đáng với độ khó bao nhiêu? Thứ 6, Quy. Độ khó cấp 3, sự đánh giá quá thấp của Quy ở thời điểm hiện tại. Quy hiện tại đòi hỏi cực kỳ nhiều kỹ năng hơn trước, ít ra độ khó phải tầm 4 đi. Combo phức tạp nè, chiêu thiện ngắn, lại còn cần độ chính xác cao, đòi hỏi mắc kinh về chuẩn combo thì mới đấm kẻ địch dễ dàng được. Thành ra anh em trên kênh trải nghiệm game ấy, liên tục có rất nhiều anh em yêu cầu S làm việc Quy ở giải đấu. Anh em muốn xem tuyển thủ chuyên nghiệp ban pick như nào và chơi ra sao với tướng Quy này. Ví dụ ở game 2, team Frat và Bắc đi, Quy của Kuga đã thực sự gần cơn ác mộng đối với thành viên của Bắc. Nhìn ở ban pick thấy rằng ở đoạn đi đường ấy, showman của KT không thể làm gì được Quy của Kuga. Còn nếu trong cuộc chơi 2v2 ấy, khi có sự can thiệp của rừng thì Quy vẫn lợi thế hơn. Quy có thể đi được cả rừng, cả đường tà thần. Còn bài như kiểu Zena, Zuka, Pro Ari so với Quy ấy, thường sẽ là kèo kỹ năng xem ai combo trước. Đối với Qrot, dù Quy có thể đè ở đoạn đầu được nhưng khi lết ấy lại sẽ là khó chơi với nó. Và khi đi có bị tướng nặng bị di chuyển can thiệp giao tranh nhanh như kiểu Mark, Richter, Showman, anh em cần phải chủ động đấm cố máu trước để các vị tướng kể trên phải về nhà hồi phục, chứ không thể để bọn nó tự do can thiệp các đường khác được, vì các bạn không thể di chuyển nhanh bằng Showman, Richter được. Thường lệ chúng ta lên full sát thương cho Quy vì có sự hỗ trợ từ cái nội tại tăng giáp mà, nên các vị tướng sát thương vật lý không phải là trở ngại với Quy nhá, mà các vị tướng có sát thương phép mới là trở ngại. Nếu phép căng quá các bạn có thể lên đồ kháng phép là Holy Joy, hoặc nếu không ấy các bạn né nó ra. Chúng ta sử dụng ma tính nè, bổ trợ thuốc biến, chừng trị khi đi rừng nhé, nâng mắc chiêu hay giúp anh em thể farm tốt và được tăng dễ dàng hơn. Em biết là anh em cùng dùng S gặp nhiều vấn đề nhức nhối trong rank, nên việc chọn tướng làm sao để hiệu quả và hợp lý luôn là vấn đề khó. Anh em nào chơi lâu ấy tự sẽ biết độ khó của từng vị tướng, còn với anh em nào mới chơi hoặc là ít tìm hiểu ấy, gặp khó gì cứ ở kênh của S nhá. Có hướng dẫn đầy đủ từ cách combo tối ưu nè, lưu ý chơi đồng đội tốt, rồi các vị tướng có thể khắc chế bạn, cách lên ngọc trang bị phù hiệu tối ưu trận đấu, cộng thêm các video góc nhìn tuyển thủ anh em để tham khảo nhá. Hẹn gặp lại anh em ở clip lần sau. Been defeated.